Xin chào các bạn, chào mừng các em đã quay trở lại cùng với chị ở trong chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày. Đây là chuyên mục được phát sóng thường niên trên kênh fanpage Học Văn Chị Hiên Trung học Cơ sở, đồng thời ở trên kênh YouTube Học Văn Chị Hiên, với mục đích có thể chia sẻ với các bạn những phần kiến thức bổ ích và thú vị liên quan tới môn ngữ văn. Và ngày hôm nay, ở trong phần video clip này, chị xin được chia sẻ cùng với các bạn thông tin về một tác giả, cùng với đó là một văn bản rất tiêu biểu trong chương trình ngữ văn lớp 9. Các bạn ơi, các bạn có còn nhớ những vần thơ này không ạ? Quê hương anh nước mặn đồng chua, làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá. Anh với tôi đôi người xa lạ, tự phương trời chẳng hẹn quen nhau. Súng bên súng đầu sát bên đầu, đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ. Chính xác ạ. Tác giả và văn bản ngày hôm nay chị muốn chia sẻ cùng với chúng mình đó chính là nhà thơ Chính Hữu cùng với bài thơ Đồng Chí, một trong số những thi phẩm vô cùng tiêu biểu trong sự nghiệp sáng tác của ông. Trong làng thơ Việt Nam, Chính Hữu là một cây bút tài năng. Tuy viết ít, nhưng ở thời kỳ nào, tác giả này cũng có những bài thơ rất hay, mang đậm hơi thở của thời đại. Nhà thơ Vũ Quần Phương đã từng nhận xét Chính Hữu là nhà thơ quân đội thực thụ ở cả phía tác giả lẫn tác phẩm. Sắc xanh áo lính đã gắn bó với Chính Hữu trong suốt con đường thơ của ông, và nói đến thơ ông là chúng ta sẽ phải nhắc tới những trang thơ về đề tài người lính. Cụ thể, chúng ta có thể lắng nghe những vần thơ này. Tháng năm trong làng đã mùa gặt, lòng dân sung sướng thóc mênh mông. Có người đi lính hiền như đất, mùa hạ tưng bừng thương núi sông. Một sớm mang về tin xuất trận, vội vàng súng đạn nao nức lòng. Ai về nhắn hộ cho thôn xóm, một đi là hẹn chẳng về không. Hay là những vần thơ: có đoàn người lên đóng trên rừng sâu, đêm nay mơ thấy trở về Hà Nội, bao giờ trở lại. Hay là những vần thơ: một lá thư nhà hôm nay ta đọc, trong chiến hào chuẩn bị tiến công, ta mới hiểu thêm từng chữ từng dòng chưa bao giờ hiểu hết. Ta mới biết chiều cao ngọn núi, chiều rộng con sông, hai tiếng quê hương bỗng sao thắm thiết. Đó là những trang thơ viết về người lính của nhà thơ Chính Hữu, bên cạnh một bài thơ vô cùng tiêu biểu là thi phẩm Đồng Chí. Với Đồng Chí, Chính Hữu đã góp cho nền thơ ca kháng chiến chống Pháp một bài thơ xuất sắc về người lính. Và có thể thấy rằng bài thơ này được ra đời vào năm 1948, khi Chính Hữu là chính trị viên đại đội thuộc Trung đoàn Thủ đô. Bằng những chi tiết, những hình ảnh hết sức chân thực, cụ thể mà đầy tính chắt lọc, khái quát, bài thơ đã thể hiện một cách cảm động tình đồng chí gắn bó giữa những người nông dân mặc áo lính cùng chiến đấu giữ gìn độc lập tự do của Tổ quốc. Và bài thơ Đồng Chí cũng đã thể hiện rõ phong cách thơ độc đáo của nhà thơ này. Ít lời để gợi nhiều ý, ngòi bút biết tinh lọc, cô đúc từng chi tiết, từng hình ảnh để vừa cụ thể vừa giàu tính khái quát. Câu thơ thì chắc gọn bên ngoài nhưng lại ẩn chứa một tâm hồn thiết tha, da diết từ bên trong. Và với bài thơ Đồng Chí của nhà thơ Chính Hữu thì chúng ta cũng đã hiểu thêm về khái niệm thế nào là đồng chí, đồng thời cũng đã nhìn nhận thấy những cái tình cảm tốt đẹp mà trong những năm tháng ấy, những anh bộ đội Cụ Hồ họ đã dành cho nhau những cái tình cảm mến thương và chân thành như thế nào. Có lẽ đó cũng chính là cái động lực để giúp cho họ có thể vững tay súng để giành những cái chiến thắng trong cái cuộc kháng chiến lúc bấy giờ. Các bạn thân mến, trên đây là phần chia sẻ của chị về tác giả Chính Hữu cùng với bài thơ Đồng Chí trong chuyên mục 5 phút học văn mỗi ngày. Cảm ơn các bạn vì đã dành thời gian cho Học Văn Chị Hiên, và chị sẽ hẹn gặp lại các bạn ở trong phần video clip tiếp theo với những cái kiến thức
mới mẻ hơn, hay ho hơn về văn học để có thể giúp cho chúng mình thắp lên tình yêu dành cho môn văn mỗi ngày các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.